mình tên là Kim Ngân, năm nay mình 17 tuổi, mình tới từ Buôn Ma Thuột. Khi học ở trong nhà trường thì mình rất chọn các môn tự nhiên như là tài nguyên hóa, và mình cũng là một dạng người rất là vui vẻ và cũng là rất là dễ kết bạn. Thời gian rảnh thì mình thường đi chơi với bạn bè hoặc là có thể là đi nhạc, đi mua sắm với bạn bè. Thì nếu bạn có thể đến với Buôn Ma Thuột thì bạn có thể là đi tới khu du lịch sinh thái. Ở khu du lịch sinh thái mình là đặc biệt là có voi, rồi có thể là có nhiều món đặc sản mà không ở nơi đâu có, và đặc biệt là mình ở nơi mình là nổi tiếng có cà phê nữa, và mỗi năm có festival một lần. Nếu các bạn có dịp thì có thể tới chơi và tham quan. Đến với chương trình hôm nay thì mình muốn chia sẻ những bí quyết để đậu phỏng vấn du học Mỹ. Mình chọn Mỹ để đi du học là bởi vì Mỹ là một quốc gia phát triển và Mỹ có nhiều trường đại học nổi tiếng. Mình chọn tiểu bang Texas, thành phố Houston để sinh sống. Cái trường mà mình dự định học bên Mỹ là trường Memorial High School. Đặc biệt là cái trường này là một trong những trường tư thục rất là tốt nhất ở tiểu bang Texas. Khi có ý định đi du học ở Mỹ thì mình đã tìm trên mạng và cũng có thể là qua một số bạn bè mình đã đậu phỏng vấn, thì mình đã tìm đến trung tâm phỏng vấn du học Tân Đại Dương. Ở đây thì tỷ lệ đậu rất là cao. Ngày nào thì mình học phỏng vấn ở đây thì ngày nào mình cũng thấy có người báo là đậu. Và khi học ở đây thì mình được chị Thảo tư vấn rất là nhiệt tình, và mình cũng được học phỏng vấn dưới sự dẫn dắt của anh Khôi trong vòng 4 ngày. Và trước khi phỏng vấn thì mình đã được sự hướng dẫn của anh Đạo Anh, giám đốc của trung tâm Tân Đại Dương. Anh đã chỉ lên phong thái khi vô phỏng vấn để có thể gây thiện cảm với lại người phỏng vấn. Và mình cảm thấy là trung tâm rất là nhiệt tình. Và sau này thì khi mà có bạn bè hoặc người thân thì mình sẽ giới thiệu tới trung tâm để làm hồ sơ phỏng vấn. Trước khi phỏng vấn một ngày thì mình được anh Đạo Anh chỉ dẫn cho 7 câu hỏi sẽ thường xuyên được gặp trong phỏng vấn. Và khi phỏng vấn thì mình đã tự tin trả lời vì những câu hỏi đó mình đã được chỉ dạy rồi. Sau khi mình nhận được visa thì mình cũng có lời khuyên nhỏ với các bạn là khi đi phỏng vấn thì nói chung là mình cũng mặc đồ thoải mái thôi, không nhất thiết là phải mặc quần xanh áo trắng, hay là mình cũng nói chung là đầu tóc cho nó cũng phải gọn gàng, phong thái thì cũng phải là tự tin, phải thiện cảm với lại người phỏng vấn mình, thì mình việc phỏng vấn visa sẽ tốt hơn. Sau khi được đọc phỏng vấn thì em cũng có lời cảm ơn đến anh Bảo Anh, tới chị Thảo, tới anh Khôi và tới trung tâm Tân Đại Dương để giúp em đậu visa phỏng vấn. Và em chúc mấy anh chị sẽ luôn thành công, và có thể là trong tương lai thì có nhiều bạn cũng sẽ đậu phỏng vấn như em. Xin chào các bạn.